giỏ hoa này, chúng ta cần có 332 mảnh ghép màu hồng, 78 mảnh ghép màu xanh da trời, 2 mảnh ghép màu trắng và 2 mảnh ghép màu đỏ và hoa để trang trí. Chúng ta bắt đầu làm chi tiết. Để làm hai con thiên nga này, chúng ta cần có tất cả 17 lớp. Lớp thứ nhất đến lớp thứ 7, mỗi lớp 30 mảnh ghép. Lớp thứ nhất ghép ngược. Lớp thứ 2 đến lớp thứ 6 ghép xuôi. Chúng ta xong lớp thứ nhất và lớp thứ hai. Lớp thứ ba đến lớp thứ sáu ghép xuôi 30 mảnh ghép. Xong lớp thứ 6 đến lớp thứ 7, 30 mảnh ghép ngược. Lớp thứ 8, 26 mảnh. Lớp thứ 9, 22 mảnh. Lớp thứ 10, 18 mảnh. Lớp 11, 14 mảnh. Lớp 12, 12 mảnh. Lớp 13, 10 mảnh.
Lớp 14, 8 mảnh. Lớp 15, 6 mảnh. Lớp 16, 4 mảnh. Lớp 17, 2 mảnh. Ta gắn phần cổ ngang thân nga. Phần cổ gồm 40 mảnh, trong đó 39 mảnh màu xanh và một mảnh màu đỏ ghép lại với nhau. Chúng ta có hai phần cổ. Chúng ta lấy hai phần màu trắng và vẽ mắt lên. Chúng ta chỉnh dáng cho hai cái phần này và gắn vào bên trong. Phần thân này chúng ta sẽ trang trí bằng những mảnh hoa màu đỏ.